Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá WHO toàn cầu tranh cúp Corona 2020 đang diễn ra căng thẳng và quyết liệt. Như chúng ta đã biết, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội bóng COVID-19 đang bước vào giai đoạn cực kỳ nóng và hồi hộp hơn những diễn biến ở hiệp thi đấu thứ nhất. Đến lúc này thì cầu thủ của COVID-19 đã sút tổng cộng 113 cú sút kể từ đầu trận, một con số thống kê không hề dễ chịu một tí nào, khiến thủ môn y tế đã vất vả và lại càng vất vả hơn, và người hâm mộ đã lo lắng lại càng lo lắng hơn. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã kịp thời điều chỉnh đấu pháp hợp lý, bổ sung hậu vệ cách ly nhằm gia cố hàng thủ một cách quyết liệt. Chúng ta hy vọng hậu vệ cách ly sẽ thi đấu đúng phong độ và đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Hậu vệ cánh trái hàng không cũng đã dần ổn định phong độ, lên công về thủ nhịp nhàng, nhiều lần xâm nhập trực tiếp vào khu trung tâm của đội Corona. Cặp trung vệ thép công an và quân đội vẫn là con át chủ bài của hàng phòng ngự với tinh thần thi đấu lăn xả vì sự an toàn của Việt Nam. Hàng tiền vệ của chúng ta trong hiệp thi đấu này vẫn chơi dưới phong độ. Tuy nhiên, hai tiền vệ kinh tế và giáo dục đã có dấu hiệu chơi quyết tâm hơn với tâm lý sẵn sàng nếu trận đấu kéo dài hơn dự kiến. Tiền vệ công chính ngày càng lúc thụt hơi khiến các cổ động viên có máu ăn thua lo lắng. Dự kiến ban huấn luyện sẽ có sự thay đổi người là tiền vệ ngân hàng với sở trường là những cú bơm bóng tín dụng cho tuyến trên sẽ vào sân nhằm cải thiện sức mạnh của tuyến giữa. Phía trên hàng tấn công là các tiền đạo Lương Thực, Khẩu Trang và hộ công Gheo Hữu Tây vẫn duy trì, mặc dù không thể tấn công nhưng cũng tạo được thế trận phòng ngự từ xa cho khung thành của môn y tế, tạo được sự yên tâm cho người hâm mộ. Dự báo hiệp 2 này cũng sẽ là hiệp đấu căng thẳng cho đội Việt Nam của chúng ta. Nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng tâm và tuân thủ đúng đấu pháp, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả tốt đẹp sẽ thuộc về chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, với tính chất quan trọng của trận đấu đã kéo rất đông các cổ động viên đang sinh sống ở châu Âu và nhiều quốc gia khác quay trở lại với Việt Nam. Với quan điểm không ai ở lại phía sau, ban tổ chức đã bố trí bổ sung khán đài và đã đón tiếp khoảng hơn 34.700 người đã nhập cảnh. Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị hoàn tất chỗ ngồi để đón thêm 28.000 cổ động viên tiếp tục về nước. Trong quá trình làm thủ tục vào sân, cũng có một số cổ động viên đã quá khích, tỏ thái độ đòi hỏi quá quát được ngồi ở khán đài VIP như resort, hotel 5 sao. Họ đã mắng chửi thậm tệ các nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ. Thậm chí ở khán đài quận 8 phía Nam, một số cổ động viên còn đòi hỏi cung cấp cả táo New Zealand, nho Mỹ. Nếu họ còn đòi hỏi yến xào, vi cá thì có lẽ ban tổ chức cũng phải bó tay. Quay trở lại với diễn biến các trận đấu ở các đội mạnh châu Âu, đội tuyển Italia khung thành gần như tan nát trước những pha bắn phá của cầu thủ COVID-19. Người hâm mộ chỉ còn biết trông chờ vào các phép màu để có thể cầm hòa. Trong khi đó, đội tuyển Anh có vẻ như có dấu hiệu thất bại khi sử dụng chiến thuật cười bao cười bóp và đang có dấu hiệu lũng củng nội bộ của ban huấn luyện về chiến thuật này. Đội tuyển Tây Ban Nha và Mỹ cũng bắt đầu mệt mỏi với những pha hãm thành đầy áp lực của đội Corona, khiến cầu thủ bị chấn thương hàng loạt. Tại lục địa đen, hơn 38 quốc gia cũng đã bắt đầu tham gia giải đấu khốc liệt này. Chưa rõ diễn biến như thế nào nhưng chắc chắn kết quả chúng ta có thể đoán được. Và đội tuyển Lào cũng đã bị thủng lưới, có vẻ như cầu thủ của COVID-19 đã khai thông được điểm yếu của họ. Hy vọng đội Lào sẽ là đội thủng lưới ít nhất trong mùa giải này. Vòng chung kết giải bóng đá WHO toàn cầu tranh cúp Corona đang diễn ra hết sức quyết liệt và căng thẳng. Và thông tin của giải đấu chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo.